giao cảm đi Huyền nghe. Bán nghe. Đừng mua nữa công an ơi. Đi cái hàng này không đi mua làm gì. Cái phượng nghe mồm nó. Đây là cái lùa đẹp này. Bốn nghìn to vật vã luôn. 4.000 rồi đấy hả? Chả thế. Cái loại BB này thì mua 2.000 à? Quay làm gì, phát làm gì cho nó thì thẻ nó lên lại này thẻ. Hai ba. À, cả nhà yêu hôm nay vải vải hôm nay chỉ có giá từ 3.000 đến 1.000 đến 3.000 đồng một kg nha.